Hello anh em nhé. Đây là Vinh đang đứng ở dưới bờ sông. Đó, mọi người có thể nhìn xuống dưới này. Gần đây là cái máy lổ để bơm nước lên trên tưới đó. Này Vinh xuống đây để mọi người xem cái nhà máy dưới này, với cả Vinh khởi động cái máy này. Máy này nó đẩy nước lên khoảng độ 600-700 mét lên trên đồi đó. Cho nên là nó rất nặng. Đôi khi phải quay hai ba lần gì đấy nó mới nổ cơ. Để đây, để máy quay đây rồi Vinh làm các cái thủ tục cần thiết rồi quay máy để mọi người thấy cái công việc của Vinh nha. Máy để đâu cho hợp lý đây nhỉ? Vẫn công việc quen thuộc thôi, đấy là châm dầu vào máy này. Chắc anh em hỏi Vinh là tại sao không đổ đầy cái bình này luôn để dùng luôn, mà cứ mỗi lần đi lổ máy lại phải châm dầu. Thì Vinh nói như thế này, nên là đổ luôn cũng được thôi, nhưng mà Vinh sợ để đây khi xung quanh đây có những cái máy và có thể người ta thiếu dầu thì người ta tới đây người ta mượn mà không hỏi à. Thì mượn mà không hỏi em từ bé thì với người bố cũng dạy rằng nếu mà tài sản hay những cái vật dụng của bản thân mà để hớ hênh người ta lấy thì thế là lỗi của mình, tại vì mình làm cho người khác nảy sinh lòng tham. Mà cái lòng tham của con người thì từ tham lam, tham ô, tham nhũng, mọi thứ nghĩa là nó đều vô đáy, nó không như con đỉa con vắt. Những cái con đấy thì nó hút hút máu lo rồi nó nhả ra nó rơi xuống, còn riêng lòng tham của con người thì không có điểm dừng. Cho nên là Vĩnh cứ mỗi lần xuống thì châm đủ dầu để dùng thôi, chứ không châm thừa. Lúc nào tưới mà thấy tưới nhiều quá thiếu thì lại xách dầu xuống châm thêm lúc cái máy này đang lổ, chứ không đổ sẵn đầy bình đây rồi nhiều chuyện nó xảy ra. Đó, mất công bản thân này tức tối nữa. Đó, thì đây là cái khóa này, khóa để cái đường ống nước mà từ cái máy bơm này nó hút nước ở dưới sông xong đẩy lên đồi, và mình phải mỗi lần bơm xong thì mình phải khóa lại để mà không cho nước nó chảy xuống. Để khi nhớ cái ống này nó hư á, thì chúng ta không phải mồi nước lại nữa, mặc dù có chừa chỗ mồi luôn, nhưng mà mỗi lần mồi múc từ dưới sông lên xong thì đổ vào đây nó khổ thôi, nó cực bản thân thôi. Đó, rồi mở xong. Cái này là để mồi nước này. Còn đây là cái máy bơm. Quay bằng camera trước thì không biết có thấy gì không. Đó, cái này là van thể lăm. Bơm khá mạnh. Giờ mình sẽ lổ máy để mọi người xem nha. Biết là nó như thế nào đây. Để đây sợ sợ cái nhà này nó rung xong nó rơi cái máy xuống đất quá. Để cao quá thì mọi người không nhìn thấy được. À, khá là phức tạp. Mới nói xong. Chủ yếu cái khâu quay máy này, chứ còn thì những cái kia thì có gì đâu, đúng không? Đây. Cho nằm dưới đất luôn. Dưới đất thấy không? Mọi người thấy rồi không?
Đó. Cái nước này này, nước này á là nó khi bơm thì bơm từ đây bơm vào cái buồng máy này để nó làm mát cái máy. Đường ống nước này thì nó đi thẳng đây, đi nhờ trên đất nhà người khác, rồi thì chạy lên trên đỉnh đồi, chạy về nhà Vĩnh. À, chút nữa lên kia Vĩnh quay mọi người xem ống nó đi tới đâu. Đó, cái ống này của nhà em đấy, các bác thấy nó trắng trắng ở dưới đường đấy không? Rồi nó đi men theo cái này. Để em chạy lên kia xem nha. Đây, đi men theo cái đường mương này. Đó mọi người thấy chưa? Đó. Đây, đi vào vườn nhà em. Đó, vườn nhà em trong đó. Rồi giờ em tắt máy đây để chạy xuống vườn bưởi rồi
quay video để các bác xem nó mấy cái bếp phun em lắp nó quay như thế nào nha. Đó, các bác thấy những cái bếp phun này nó quay không? Để em khóa bớt lại. Khóa bớt đường lại thì nó quay mạnh hơn. Đó. Úi giời. Đây là công sức mấy ngày hôm nay em làm việc. Phải tưới thế này để đỡ công. Chứ không mọi hôm cầm vòi tưới vừa tốn công mà cái cây bưởi nó lại không được mát. Đó. Người thấy đã không? Này thì mỗi lần khi tưới thì chúng ta có thể đi tỉa trái rồi đi cuốc cỏ hoặc làm gì đấy, nhưng là có thời gian để làm những việc khác. Rồi. Cảm ơn các bác đã xem cái video này nhé, và nhớ là like cũng như đăng ký kênh ủng hộ em đấy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.